Thực hiện chương trình tín dụng ưu đãi cho vay nhà ở xã hội, thời gian qua, mạng lưới ngân hàng chính sách xã hội, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, các cấp chính quyền luôn tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận nguồn vốn. Hồ sơ vay vốn, quy trình vay vốn được triển khai đúng quy định và đảm bảo thời gian giải ngân vay vốn nhanh nhất cho đối tượng thụ hưởng. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã giải ngân hơn 40 tỷ đồng từ nguồn vốn được phân bổ, đạt 70% kế hoạch. Kết quả này đưa tổng dư nợ cho vay ưu đãi để mua, thuê, mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở trên địa bàn tỉnh đạt gần 280 tỷ đồng với gần 800 khách hàng còn dư nợ. Đối tượng được vay vốn gồm người có công với cách mạng, người có thu nhập thấp, hộ nghèo, hộ cận nghèo tại khu vực đô thị, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan đơn vị thuộc Công an Nhân dân và Quân đội Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức. Lãi suất cho vay do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội cho từng thời kỳ, hiện tại là 4,8% trên năm. Thời điểm này, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh đang tập trung giải ngân nguồn vốn được phân bổ theo đúng kế hoạch đảm bảo an toàn hiệu quả.